trên các khán đài của sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu đã trở lại, đang ở những phút cuối của hiệp 1 và các cầu thủ Việt Nam sẽ được hưởng quả đá phạt từ bên phần sân nhà. Bóng được bấm bổng sang phần sân của đội tuyển Malaysia sát vạch 16m50. Đội khách phá bóng. Kobiong, anh kiểm soát bóng trước vòng cung 16m50, mở bóng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Malaysia đã phối hợp để triển khai bóng trước sang bên phía cánh trái để tấn công và đưa bóng sang phần sân đội tuyển Việt Nam. Mất quyền kiểm soát bóng rồi, Trọng Hoàng, anh phối hợp vào trong cho Hùng Dũng, Tuấn Anh. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Hùng Dũng. Anh chậm rãi di chuyển đưa bóng vào khu vực 16m50 và trả bóng ngược trở lại cho Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải phối hợp với Tiến Dũng ở hành lang bên phía cánh trái. Bây giờ thì Tiến Dũng đưa bóng cho Văn Hậu, Văn Hậu lại trả bóng ngược trở về cho Tiến Dũng. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc và tỷ số đã được mở trên sân Mỹ Đình. Văn Lâm, Văn Lâm đưa bóng lên cho Duy Mạnh và Duy Mạnh triển khai bóng lên gần khu vực giữa sân. Anh phối hợp cùng với Trọng Hoàng. Các cầu thủ này sẽ áp sát. Trọng Hoàng phối hợp cùng với Quang Hải. Quang Hải trả bóng lại. Kobiong đã giành được quyền kiểm soát bóng và Trọng Hoàng sau đó đã phạm lỗi với cầu thủ áo số 6 bên phía đối khách. Các cầu thủ Malaysia thực hiện quả đá phạt. Kobiong trả bóng ngược trở về cho các trung vệ. Bóng đang trong tầm kiểm soát của Sarusat. Anh phối hợp với Matthew Devi đưa bóng sang phần sân đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn, Sumare. Vậy trọng tài xác định ở tình huống tranh chấp bóng vừa rồi thì bóng đã từ chân của Văn Hậu đi hết đường biên dọc và các cầu thủ Malaysia sẽ hưởng quả ném biên. Người thực hiện quả ném biên này là hậu vệ cánh Matthew Davy. Anh ném dọc biên lên phía trên cho Sumare. Văn Hậu, bóng đập chân Văn Hậu và đá phạt góc thứ tư dành cho đối khách, và cả bốn tình huống đá phạt góc của các cầu thủ Malaysia đều là bên phía bên phải. Malaysia vẫn sẽ thực hiện một pha treo bóng bổng khi mà những tình huống bóng bổng trước đó của họ đưa vào khu vực 5m50 đã gây ra những khó khăn cho Văn Lâm. Người thực hiện quả đá phạt góc này vẫn sẽ là Safawi Rashid. Safawi treo bóng. Các cầu thủ Việt Nam đang kiểm soát bóng ở khu vực sát đường biên ngang. Quế Ngọc Hải sẽ không có quả đá phạt góc tiếp theo. Trọng tài xác định vừa rồi thì trung vệ màu số 7 đó là Giang Quan đã để bóng đi hết đường biên ngang, và bây giờ thì Văn Lâm đặt bóng trên vạch 5m50. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Như vậy là sẽ chỉ có 1 phút bù giờ cho hiệp đấu này. Văn Lâm phát bóng bổng. Lần này thì bóng đi chếch sang bên phía cánh phải. Văn Toàn không được. Số 20 của đội bàn đó là Siafik đã giành được bóng. Siafik phối hợp với Matthew Davy. Anh vượt qua được Văn Hậu. Siafik đẩy bóng dọc biên bên phía cánh phải. Văn Hậu lùi về. Siafik phối hợp với Sumare. Sumare chuyển bóng đến Quế Ngọc Hải phá mạnh ở phía trên. Các cầu thủ Malaysia trả bóng ngược trở lại. Quế Ngọc Hải đang chạy bóng cùng với Tala. Bóng đá đến chân của Hùng Dũng. Hùng Dũng đẩy bóng ra bên phía trên, chết bên phía cánh trái cho Văn Toàn. Văn Toàn khá thừa thiệt trong những pha tranh chấp bóng tay đôi với cầu thủ của Malaysia. Thời gian thi đấu của hiệp 1 vào lúc này chỉ còn 90 giây. Và như vậy là trọng tài người Iran đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà với pha lập công của Quang Hải ở phút thứ 40 của trận đấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tường thuật hiệp 1 trận đấu trong khuôn khổ bảng G của vòng loại World Cup 2022, và chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị sở hữu bản quyền Next Media đã tài trợ phát sóng chương trình này. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút trước khi chúng ta đến với những diễn biến của hiệp 2. Từ 1 tháng 8.